Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ và em xe đất và tình đến từ salon Yuzuka Việt Nam. Hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu các bác một chiếc xe Hyundai Tucson vô cùng đẹp và xuất sắc trong tầm giá các bác nhé. À, trước bắt qua màn ảnh nhỏ thì đây là chiếc xe Hyundai Tucson với phiên bản 2.0 ATH đặc biệt và xe được sử dụng trang bị ngoại thất màu trắng nội thất kem. Và chiếc xe này của em là sản xuất và đăng ký là năm 2018, xe đăng ký tên cá nhân, một chủ từ mới, biển gốc thành phố mọi người nhé biển gốc thành phố thì mọi người đăng ký sang tên về Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. À, đâu đó chi phí sang tên chiếc xe này về biển Hà Nội toàn bộ tổng chi phí nó rơi tầm khoảng từ 12 cho đến 13 triệu đồng mọi người nhé. Một con số rất hợp lý ạ. Và chiếc xe này thì hiện tại đang được bên em trả bán với mức giá chỉ có 795 triệu đồng thôi. À, quay trở lại với chiếc túc sơn này thì đây là một chiếc bản đặc biệt màu trắng nội thất kem và xe lăn bánh chạy chuẩn đúng 4 vạn 3 km zin mọi người nhé. Rất rất mới luôn ạ. Tên cá nhân một chủ từ mới nha mọi người. À, xe thì đã được lắp thêm một số món đồ chơi cơ bản như bậc lên xuống này, dán kính cách nhiệt này, thảm sàn 6D cho chiếc xe rồi. Và sau đây thì em sẽ quay chi tiết chiếc xe này. À, hệ thống đèn bi xe lông nha mọi người. Có trang bị hệ thống rửa đèn pha tự động cho chiếc xe luôn. đó Với cái phiên bản 2.0 ATH này cũng là một cái phiên bản được uh, trang bị uh, rất là nhiều option uh, đi kèm như hàng ghế trước cùng ghế lái và ghế phụ là chỉnh điện này, cốp đóng mở điện này phanh tay điện tử này, chế độ an toàn auto hold này, chế độ lái này, cũng như là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama mọi người nhé. đó. xe trang bị cả cảm biến sau hệ thống camera nổi, màn hình EVN rất là đẹp luôn. em sẽ quay chi tiết phần nội thất này, tổng thể chi tiết sơn zin của chiếc xe này thì nó còn lên tầm khoảng 80% là tỷ lệ sơn zin nhé mọi người toàn bộ các chi tiết như táp bi cánh cửa này, táp lô này, lộ thất ghế này, tay lắm cần số và vô lăng thì còn rất là đẹp. À, xe trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc đập nha mọi người. Đó, rất là mới luôn. Chìa khóa đề lỗ thông minh start Top này. Phanh tay điện tử chế độ lái Drive Mode này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc kiểm soát tốc độ này, chế độ an toàn Auto Hold này. Đó, nội thất thì như mọi người thấy, chiếc xe lăn bánh đúng chuẩn 4 vạn 3 km thì còn rất rất là mới nha mọi người cửa sổ trời cửa sổ trời toàn cảnh là panorama nhá quá hợp lý luôn đúng không ạ một chiếc xe tầm tiền 800 triệu được trang bị rất nhiều option crossover 5 chỗ gầm cao rất là hợp lý đi lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là rất là bền bỉ và vô cùng giữ giá nhé mọi người đó là chiếc xe Hyundai Túc Sơn ở à, Sơn thì với cái form dáng thiết kế của dòng xe này thì vô cùng là bắt mắt và cũng nhất là giữ form nha mọi người mặc dù là một chiếc xe sản xuất 2018 nhưng mà cái form dáng của nó còn rất là đẹp được rất nhiều người săn đón luôn mọi người nha ở cái tầm tiền hiện tại thì lại vô cùng vô cùng là hợp lý nhá cốp thì được trang bị là cốp đóng mở điện này nó trang bị cả cảm biến nùi phía sau luôn nhá rất mới luôn rồi chiếc xe quá là đẹp luôn nha mọi người đó. Nội thất màu kem nhé. Một trong những cái tông màu nội thất rất là đẹp luôn. Rất là sang trọng. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện này. Gương kính gập chỉnh điện nha mọi người. Có cân bằng điện tử này. Đó. À, trên vô lăng thì có tích hợp đàm thoại rảnh tay kết nối Bluetooth này. Chân ga tự động cruise control đèn auto rồi. Điều hòa hai vùng tự động độc lập nha mọi người. Đấy. nội thất rất là mới luôn. Mọi người có để ý kỹ này. Đó, phần vai ghế này, nội thất mặt ghế rất là đẹp nha mọi người. À, chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho mọi người nhé lên đến 70% giá trị xe cũng như bên em có hỗ trợ mọi người giao xe toàn quốc hỗ trợ mọi người đăng ký sang tên đồ chủ rút đồ số gốc đặc biệt hơn thì à, uh, xe bên em bán ra tất cả những chiếc xe tại cửa hàng có cam kết và bảo hành bằng văn bản cho mọi người cũng như là bao check test hãng toàn quốc nhé uh, xe bên em bán cam kết chuẩn chỉ là không đâm đụng không tai nạn ngập nước thủy kích máy móc động cơ số nguyên bản hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ sang tên đầy đủ minh bạch không tranh chấp và công vật nguội À, km của chiếc xe Hyundai Tucson này thì em sẽ cam kết chuẩn cho mọi người là xe chạy zin 4 vạn 3 km không tua nha. Đó. À, mọi thông tin chi tiết thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Tình qua số điện thoại hoặc inbox Zalo cho em là 0911 666 325 hoặc anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ là tầng 1, tòa nhà CT 1B, trung cư Hà Nen, phường Tượng Thanh, quận biên Hà Nội, salon U sky Việt Nam để mọi người có thể xem xe và lái thử cảm nhận về sản phẩm của bên em nhé. Đó thì à, em xin tổng hợp lại này, đây là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 ATH đặc biệt màu trắng nội thất kem, sản xuất năm 2018 tên cá nhân một chủ từ mới biển gốc thành phố, sản xuất năm 2018 và mọi người, chạy chuẩn 43.000 km và đang được hàng bên em chào bán với mức giá là 795 triệu đồng. Mức giá trên thì em vẫn còn thương lượng và giao lọc thêm cho anh chị và các bạn nhé. À, clip về chiếc xe ngày hôm nay thì em Tình cũng xin phép kết thúc lại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau ạ.